Này anh em, sau này là nếu anh nói nhá, yêu cây cảnh Việt, nếu mà lá không đẹp cây xanh quê có bộ răm xin, có bộ bệ rất là đẹp của chú, cứ ngắm đây, kể cả cái này anh đấy của đúng nhà rồi. Vườn Tuấn Anh tại đúng không? Nếu lá nó không đẹp thì không thể có bộ răm gọng, bộ răm chi nếu mà đẹp, lá không đẹp thì răm nó cái thưa. Vâng, răm đây như cây kia thì nó thưa, mới có một cây trong kia thì rất thưa. Cái bộ bệ của cây xanh quê rất là độc lạ, đặc biệt. Thôi là tiền cánh đi mua cây. Cánh nhiều tiền như thế. Cánh đâu rẻ 7-8 triệu. Nếu mà nói nó đang bạn xem một quà mà. Đúng rồi, cánh này. Con chủ bài mới. Nhưng mà lúc ý mình phải có tiền đấy. Giờ đang muốn mua xe lưng cỏ cỏ thì hôm nay mẹ ngồi trưa đây định đi mua rồi. Đấy. Không có lưng cao bực bình với. Con này nó nước. Vậy xem qua cái bộ bệ thì. Ngày xưa thả nước, bây giờ mình về cho anh nó nuôi, nó đi làm thả nước, cho nó phải nằm thả này. Như cái này thì thả nước được, cái cây kia đã thả nước, đó nghĩa là đang nói cái này thì nó phải nhúc về, nó cho ăn và nó nở. Cây nở ra như khẩu, anh lại kia kia của anh đang bảo cái này này. Anh đang đi ra ngoài kia, anh lấy cái đất khó, vừa đưa bờ mương, vừa ruộng này. Anh chỉ làm đến đây thôi. Anh biết rồi. Đây, các quý vị, các bạn đang ngắm cái bộ bệ cây xanh quê của nhà vườn Tuấn Anh tiền phòng nhé, rất đẹp, nhìn xa cũng có bông tàn được ấy. Cả đang cơn mưa đấy, rất là cái bộ đẹp, rất đẹp. Đẹp. Vâng. Rồi các quý vị, các bạn xem qua một cây xanh quê có bộ rất đẹp. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các quý vị, các bạn.